kính chào quý vị Trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp Hồi ký Sương Trắng Trường Sơn Tác giả Xuân Vũ Tập 4 Chương 11 Chúng tôi trở về Cuốn tăng võng Vừa ôm vừa sách lôi thôi lếch thách Đi theo anh giao liên Đúng là một đám tàn quân như lời nhận xét của ông đại diện. Chúng tôi bị lùa vào một con suối cột, mà khi vừa bắt đầu đặt chân vô là chúng tôi phải kêu lên, khó thở quá, khó thở quá. Một con suối nước trong vắt, nhưng mỗi lần nhốn chân xuống rút lên, tôi có cảm giác là lông chân tôi rụng hết. Tuy vậy, năm cả giom vẫn pha trò. Đang đi, anh ta quay lại hỏi tôi, cậu có nhớ hai cô ca dao không nhỉ? Ca dao nào? Chết rồi, nhà dân mà không biết hai câu ca dao Nam Bộ. Sáng tác ở miền Bắc thì chết rồi. Nhưng ca dao gì mới được chứ? Năm ca dao nói, chú ý lắng nghe nha. <laughs> nghe cho kỹ nha. Ngang lưng thì dắt su hào, đầu đội rau muống, chân quào bánh đa. Tôi phá lên cười thích thú Thu cũng cười Và cả đám lóc nhóc đi đằng sau tôi cũng cười hưởng ứng Năm cả giom vẫn thản nhiên Một chốc anh ta hỏi tôi Bà con cười nhìn thế là cười gì ông nhà văn Cười rùm lên Không phải Cười ré lên, cười hùng Không phải Giết văn phải giết cho đúng tiếng đây là cười tươi như méo chứ không phải à trong lúc muốn khóc mà lại cười không phải cười tươi như méo là gì ai chà anh lại đi vào lãnh vực của tôi rồi đấy hả à. nhưng mà trong đời sống của dân gian có mấy chục cái loại cười anh có biết không nào năm cái nhóm im lặng có nhiều ai mà tổng kết cho hết được chỉ có ông nguyễn tuân ông mới làm nổi việc đó thôi. Ông cho là có hàng trăm tiếng cười. Kể ra đâu có xiết như cười xòa, cười khẩy, cười mũi, cười rộ, cười trừ, vân vân. Năm cái giom cắt ngang tôi. Nhưng lúc nãy anh và cô Thu cười thì cười kiểu gì vậy? Tôi ngẫm nghĩ và đáp. Có lẽ là cười rộ lên, phải không? Chà, tôi cũng không rõ. Nhưng mà thôi, để việc đó qua một bên tôi muốn nói đến cái thần tình của hai câu ca dao không biết thằng nào giỏi thiệt nó chơi chơi mà thể hiện đúng cái con người của mình quá ha ừ nhỉ thằng nào lại đặt ra mấy cái câu thơ đó tài thật tôi chắc chắn không có một ông nhà thơ nào làm nổi hai câu đó đâu năm ca dom nói tiếp Tôi không phải là văn nghệ sĩ Nhưng tôi xin phép bình hai câu Anh xem có tài tình không nghe Ngang lưng thì dắt su hào Ừ, tài thiệt Nó bắt trước bài lính thú thời xưa Ngang lưng thời thắt bao vàng Đầu đội nón dấu vai mang súng dài Nhưng bắt trước tài tình ha Ừ, hay thật Còn nữa, đầu đội rau muống chân quào wow, bánh đa tuyệt hả ông văn sĩ tôi cười ngất chà cái hình ảnh nó giống như một chiến sĩ vậy chiến sĩ cái kiểu như ông văn sĩ bây giờ vậy đó sao thì còn sao nữa làm bộ hoài à đầu đội rau muống mà chân thì quào wow, bánh đa rồi còn gì nữa mà làm bộ gà mờ vậy tôi cười cái thằng cha này khó chịu thật nó soi mói mình hoài à nó lại còn trêu luôn cả thu nữa nè cô thu à cô đừng buồn nghe nó là ca dao rất phổ biến chứ không phải tôi đặt ra đâu à nước mình có ba kỳ nam trung bắc mỗi kỳ đều có đeo ăn sinh trên trán riêng hết thảy nam kỳ thì khắc trái dưa hấu trung kỳ thì in củ khoai còn bắc kỳ vẽ cộng rau muống cho nên nói tới dân trung kỳ thì người anh em ta thường gọi là liên khu khoai còn nam kỳ thì xanh giỏ đỏ lòng bắc kỳ thì rau muống luộc ông bạn văn sĩ tôi đây ra bắt hơn 12 năm có lẽ ăn rau muống và su hào ngon hơn ăn dưa hấu rồi phải không ông văn sĩ còn anh ra miền Bắc chắc anh không ăn cộng rau muống nào chắc. Hi, tâm bảy, nhập gia, tùy tục, đạo sư tùy dân, sao không ăn ông bạn? Vậy sao ông bạn cười tôi? Nhưng mà tôi thấy ông bạn ra đi đã một tháng trời rồi, mà vẫn còn ngăn lưng, cứ dắt su hào, da đầu thì vẫn cứ đổi rau muống như thường. ý anh là bác sĩ. Chắc anh cũng thừa hiểu rằng su hào với rau muống là những loại rau có nhiều sinh tố lắm phải không? <laughs> Và lại anh cũng công nhận là ngon chứ. <laughs> Thế cho nên trong ba lô tôi có cả giống xu hào rau muống đây. Về tới nơi là tôi kiếm đất trồng ngay lập tức để lấy giống. Ha <laughs> ha, ông văn sĩ giỏi thiệt nha. Ông đối phó trong văn chương giỏi thiệt thế còn bánh đa thì ông làm sao mang về bỏ nó trong ba lô thì nó dở hết nè nhớ là bánh đa chứ không phải cành đa hoặc củ đa nghe lại nữa tôi tiếp ông bạn lại muốn nhảy vào làng văn ngồi chùm hồn trong đó rồi thì bánh đa chứ cành đa củ đa mang làm gì trong mình thì có bánh tráng đó có khác gì bánh đa mà phải mang cho tốn công vậy Ừ ừ vậy ha Chứ sao Nhưng này ông văn sĩ Gì Tôi thú vị nhất là cái chữ Quào wow, bánh đa đó Sao vậy Vì tôi hình dung bọn dưa hấu mình Sống trên đất Bắc Anh nào cũng tham lam quá à. Ngang lưng đã dắt cả lối su hào rồi Lại còn tham lam Đầu lại đổi thêm rong muốn Đầu đã đổi Thì hai tay phải dịnh cho chắc kẹo rơi hết Thế là bận hết hai tay còn đâu mà hoạt động Cho nên hai chân phải quào wow lấy bánh đa Chứ không có chịu ở không Gớm thiệt à nghe Năm cà giom bỗng đưa tay Ngoặt cổ tôi lại và rì tay tôi Như anh cũng giỏi đó Đi đây rồi mà còn ráng quào wow, Chắc cũng không có chịu nghỉ ngơi Tôi cười và đẩy năm ra Vừa lúc Thu quay lại nói không nên nói nhỏ với nhau trước mặt người khác đấy. Đâu? Tôi có nói trước mặt ai, tôi chỉ nói sau lưng thôi chứ. Trước mặt tôi đây còn không nữa à? Tại cô quay lại cho nên tôi mới thành ra ở trước mặt cô như vậy đó. Thu quay lại giữa tiếng cười chế giễu thành công của năm, Thu cứ lẩm bẩm: Các anh nói xấu tôi đã hả? À? cô đẹp thì ai nói xấu được, ai trở mặt làm trái được. Gớm, ừ, anh lắm mồm thế. Tôi chưa thấy anh nam bộ nào, tay năm miệng mười như anh. Người ta bảo nam bộ thật tha lắm mà. Ừ, đúng, đúng. Thiệt tha bắt con gà đổi con vịt như ông bản văn sĩ của tôi đây nè. Thôi mà, thôi sao được. Cô ấy bỏ mình thay năm miệng mười, chúng mình chỉ có hai tay và một miệng chứ đâu có tới nhiều miệng thôi thôi tôi lại anh anh như con đỉa đói ấy bám vào đâu cũng khó gỡ cả <laughs> thì để cho dưa hấu thử tài giấy rau muốn xem nào ai mà đấu cho lại anh nói lại nhại như vậy mà chúng tôi đã đến nơi nói là đến nơi nhưng không có vẻ gì đến nơi cả nhưng người ta bảo là đến nơi vì thấy có người hạ trại dài bên bờ suối. Kết quả của bài diễn thuyết của ông đại diện bộ tư lệnh là lùa đám tàn quân này vào cái suối này để ở ngoài ông ta nhét nút lại chắc. Tôi bàn với năm cả giỏm là đi tìm một chỗ nào tốt để đóng quân. Có nhiều đoàn cũng lao nhau như gà lạc mẹ đi tìm ổ như chúng tôi thành thử ra có cả một dãy người kéo lê thê đi tìm nơi hạ trại. Cứ đi dài dài, chân thì bước chậm rãi, mắt thì ngó hai bên bờ suối. Hễ chỗ nào tốt, mình muốn dừng lại thì cũng đã thấy người nằm sẵn nó rồi. Chúng tôi đi lộn xộn, không còn giữ đoàn ba đứa như trước nữa. Hẹn với nhau rằng, hãy đứa nào tìm được chỗ tốt thì gọi hai đứa kia đến. Lộn xộn như thế nào mà một chốc tôi lại đi sau lưng cô gái tóc quăn quăn. Lúc nãy tôi gặp trên kho gạo. Nghe cô nói chuyện với những người đi trước thì tôi biết đó là một cô gái quê ở vùng Tân Châu thuộc tỉnh Long Xuyên hay Châu Đốc chi đó. Và cô là người của trường Nông Lâm Trung ương Việt Nam để chỉ dẫn cho nông dân vùng giải phóng cày cấy lúa và các thứ ngũ cốc khác đang đi bỗng có một nhánh tre ngã ngang qua đường ai đi qua cái nhánh tre đó cũng quẹt vào người hoặc và quạt lại phía sau như một cái ngọn cần bẫy cô gái đỡ cành tre không cho quẹt vào người cô và khi đi qua xong cô không buông nhánh tre mà cầm giữ nó ra phía trước. Ý cô sợ nhánh tre quất vào mặt người đi sau bất ngờ không đỡ kịp. Cô quay mặt ra phía trước mà vẫn còn giữ cành tre như thế. Chờ cho tôi đi qua xong rồi cô mới buông nhánh tre ra. Ôi chao ơi, bàn tay cô đẹp quá thế. Những ngón tay thon thon hơi béo tròn và đúng là mũi viết. Khi bàn tay buông nhánh tre ra rồi, cái hình ảnh dịu dàng của bàn tay ấy cứ ở lại mãi trong đầu tôi. Và cái cử chỉ lễ độ nhã nhạt đó nữa chứ. Đi trên đường rừng này mà cô vẫn không quên cái văn minh của những nơi không phải là rừng. Và có lẽ ở đời luật vay trả là sự công bằng tránh trực nhất để cho cái nhân tình thế thái. Cho nên đi lộn tới trở lui thế nào mà chập sau tôi lại đi lên trước cô ta rồi lại đến một cái lạch nước và mấy bậc đá khá nguy hiểm tôi phải chia tay ra để lôi cô lên tôi đưa tay cho cô mà tim tôi hơi rung động tôi bảo cô nắm tay tôi đây này kẻo trượt ngã cô gái tóc quăn ngần ngại mãi không chịu nắm tay tôi cô ta ngó quanh ngó quần tìm xem có chỗ nào có bước lên mà không cần đến bàn tay của tôi không? Một bàn tay xa lạ với cô ta, vậy cũng phải thôi. Ai người ta lại trao tay cho người khác dễ dàng như vậy chứ? Tôi chờ đợi với một ít sốn sang trong người. Cuối cùng, nàng phải đưa bàn tay cho tôi. Tôi hơi hoa mắt. Cái bàn tay gì mà đẹp kỳ lạ thế? nó như một cái búp non đẫm sương vừa nhú đêm qua và khoe sắc trong tia nắng đầu tiên của mặt trời hồng mà tôi đứng trước nó là một gốc cây hết nhựa tôi đưa tay tôi ra chậm chạp e ngại có phần rung động mà nắm lấy tay nàng tôi không cảm thấy gì ngoài sự tưởng tượng rằng mình đang nắm lấy một mảnh nhung rồi thôi chỉ trong chớp mắt tay tôi và tay nàng rời nhau ra tạm biệt ôi một ít đau khổ tôi còn đang bâng khuâng trước cuộc tao ngộ và tạm biệt bất ngờ đó thì có tiếng thu gọi từ bên bờ suối tôi giật mình đánh thót như một kẻ cắp bị bắt quả tang chết chừa đáng lẽ một con người như tôi bây giờ thì không nên mơ ước gì hơn nữa vì trên đường trường sơn chó ăn đá gà ăn muối xác rác sơ rơ tả tôi tan nát như thế này mà lại có cả một mùa thu rồi thì còn mơ ước cái gì nữa đấy vậy mà rồi tôi vẫn có trong tôi một sự nhóm lên của ước mơ thu đã trông thấy cái cử chỉ vừa rồi của tôi với nàng tóc quan và có lẽ nàng cũng đoán ra những tình cảm của tôi nàng đã tìm ra được chỗ tốt và đứng ở chờ tôi đi qua tôi đi theo nàng không dám quay lại nhìn cái bàn tay kia lần nữa thu nói chỗ này tốt lắm anh ạ à. còn anh cả giom đâu ở kia kìa chào ông nhà răng ông đi tìm đề tài hả chà chà cái đề tài đó hay lắm đó ông đã bắt được lúc ở kho gạo mà có hứng chưa nếu tôi không nhầm năm cả dòm tuôn ra có loạt nghe mà mệt đi thôi tôi quát anh cho tôi nghỉ một chút ha 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 anh đang mệt phải không tim anh đang đập mạnh mà anh lúc nào bắt mạch người ta hết chúng tôi vui vẻ sửa soạn chỗ ở thôi rồi ở đây là nơi nghỉ ngơi lâu dài không hẹn ngày tái hành trình bao giờ đi tới được nữa đây anh giao liên không ló mặt ra lần nào để tôi có dịp hỏi chuyện nhưng thu thuật lại anh đã có nói với thu rằng cứ nằm đây chừng nào có lệnh thì đi nếu đi không được phải quay trở ra thu thuật lại tôi nghe với sự thích thú lộ ra mặt về cái vế thứ hai của lời nói của anh giao liên Thu đang mong điều đó. Mưa, chào ơi mưa rừng, ở giữa rừng lạnh, đã buồn lại thêm mưa, mà mưa dai dẳng vô cùng. Mưa nặng hạt, mưa tai hại, chứ đâu phải những trận mưa mát thịt, da, tươi cây xanh lá như ở đồng bằng. Mưa trói chân, trói cẳng, và làm rệu rã cả lòng người. Có lẽ trời đã về chiều, nhưng không có dấu hiệu gì của buổi chiều cả cuộc đời chúng tôi cũng đang lúc chiều tàn như cảnh núi rừng này vậy thu thì đang ước mong đường tịt để quay một cách hợp pháp còn tôi thì đang sốn xăng bức rức vì sợ đường tịt phải làm một tên bê quay bất đắc chí riêng bác sĩ cảnh dom thì nằm bóng hát hê hát hà không tỏ vẻ lo lắng ái ngại chút nào hết tôi hỏi anh ta anh đang nghĩ gì vậy cái ăn cái gì thì xem cái gì ăn được thì ăn có khô có muối có gạo rồi bấy nhiêu mà đủ sao được tôi nghi phen này nằm lại ít ra là một tháng cậu biết chưa tôi đâu phải thầy bói bói biết gì nhưng để rồi xem tình hình này găng xi măng lắm đó Nghe nói tốt đi trước mình bị biệt tích sơi một cú nặng. Nguyên cả đội xích hầu trung đoàn bị giết sạch. Một tay trung đoàn phó bị mất tích. Tôi nghi là bị bắt sống. Nếu bị bắt sống thì nguy hiểm vô cùng đó. Kế hoạch hành quân lộ bí mật. Nhất định nó sẽ chặn đường mình. Thế là mình treo giọng nằm đây đến một giây giọng mới đi được. Nghe vậy tôi thở dài thu thì lặng thêm có lẽ thu không vui trong lúc đáng lẽ thu phải vui vì nếu không đi được thì phải trở lại về hà nội giờ đây đối với thu về hà nội đâu phải là nhảy lên tàu điện mua cái vé hai xu rồi đứng treo tay trên nóc tàu nhìn phố xá diễn hành qua mặt mình chưa mỏi chân là từ cầu giấy về đến nơi cho nên theo tôi đoán thì tâm sự thu rối bời cứ đi một bước đi một bước ngập ngừng nhưng phải đi vô mà đi để làm gì chính thù cũng không xác định được chỉ có đi ra là xác định được mục đích của mình mà thôi ra để không bao giờ vô nữa năm cả giòm khuấy tan cái không khí vắng lặng mà thường thường nó là cái đống rơm đầy meo bất mãn ù đến độ cho những tai nấm bất mãn muôn màu mọc lên. Năm cà giòm nói, Thôi, mình đi kiếm ăn cái đi. Tôi hỏi, kiếm cái gì? Thì à, sách giao đi cái đã, rồi sẽ biết mình kiếm cái gì, chứ nằm lắc giọng thì biết kiếm cái gì. Mà có muốn kiếm cái gì, cũng không kiếm được ngoài mấy chú đòn sóc. Rồi năm cà giòm bảo thu, Thôi công chúa uh, nương Mỹ ê ở nhà nghe Đừng có mếu nữa xem nó ê ẩm ruột gan lắm công chúa ơi Tôi bật cười Thu cũng cười Cái anh chàng này không hiểu sao Mà cứ càng nói càng có duyên thêm Ở đâu mà y lại nhớ cái tiếng Mỹ ê Và phóng ra trong lúc này vậy Mà nhìn gương mặt Thu đúng là ê thật hai đứa sách dao ra đi như hai chàng hiệp sĩ sách đoàn kiếm đi phiêu lưu trong miền hoang dã suy nghĩ mãi rồi không lối ra cho nên tôi cũng không buồn suy nghĩ nữa miễn sao đừng sốt thì thôi tới đâu cũng được hai đứa cứ đi lang thang dọc theo bờ suối nhìn chỗ này ít cái nhìn chỗ kia ít cái chỗ nào cũng có người chúng tôi đi mãi cho đến không còn người đóng trại nữa con suối lạnh buốt cho nên chúng tôi ít dám lội dốc nước và tránh ướt chân tôi có cảm giác lạch suối như một làn máu bầm chảy ra từ một vết thương kinh niên đi một chập thì thấy có mấy người chặn một khúc suối để tát bắt cá một chập lại thấy mấy người khác giở những hòn đá lên để tìm bắt những chú cua. Những chú cua này đen như than và to bằng những chú cua cánh mạ đồng bằng Nam Bộ, nghĩa là bằng ngón chân cái. Nhưng trông nó khô khan man rợ, chứ không có vẻ màu mỡ như cua đồng. Đi một chập nữa, lại gặp một anh cán bộ quân sự. Anh này cầm trong tay một khẩu K-54. Anh đi đón rén và nom xuống xem xét những trũng nước như một chú cò soi những con cá dưới ruộng. Bỗng anh ta dừng lại rồi, đoàn, đoàn, nước tóe lên trắng xóa, văng vào cả mặt anh ta. Anh ta vuốt mặt và cào nhào rồi văng tục. Tao cho mày chết, bịt mẹ tao cho mày chết. Rồi anh ta tìm mãi cái gì ở chỗ anh ta vừa nổ súng. Chúng tôi hỏi ra mới biết anh ta bắn vào một đàn cá lòng tong. Năm cả giòm cười rồi nói, xã thủ nhất hãng bên Tây đó. Hãng nhì bên ta. Tôi cười và hỏi anh chàng xã thủ, đồng chí bắn được mấy con rồi. Đâu có được cái khỉ gì đâu. Trong kia nó cứ chạy ngờ ngờ đó, bắn liền mấy phát mà chẳng cho chúng con quái nào. Nam Cà Giòn lôi tôi đi và nói Mẹ nó cái thằng khùng Sao? Cán bộ quân sự gì vậy? Không hiểu quy luật của đường đạn chi cả Bắn bừa như vậy Dương bạn có thể xẹt chúng mình đó Nam Cà dòm giải thích tiếp Hồi kháng chiến chống Pháp Tôi cũng thấy một thằng cha bắn súng cái kiểu đó 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 là thằng cha thiếu lăng quân Y đi cầu cá chốt bu lại rỉa. Thế là y móc súng bắn luôn một loạt Remington. Viên đạn xét lên sượt trán, mày không thôi chết rồi. Không đợi tôi hỏi thêm, năm cà giom nói tiếp. Vì viên đạn giọt ra khỏi nòng súng đỏ như thỏi sắc nung, chạm vào nước gây ra một phản ứng rất mạnh. Cho nên đường đạn không có còn bình thường, mà nó hoặc sang hướng khác rất bất ngờ. Ông dân sĩ hiểu chưa? Năm cà giòm ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Cũng như bây giờ mình đang đi tìm cách ăn, thơ thận dọc con suối này. Nếu có thịt nai, thịt heo, phía bên phải bên trái thì mình quay ngang ngay. Ai càng cho lại? Chúng tôi đang đi thì thấy từ trên nguồn có hai người đi xuống. Họ cầm trên tay mấy cái gì giống như tàu hủ cao. Một người vừa bẻ ra từng mảnh và cho vào mồm. Tôi chưa kịp hỏi, thì năm cái giom đã hỏi trước. Cái gì đó? Cho tôi thử với. Cây đái kia kia thiếu gì đó? Một người chỉ tay vào bụi rậm và nói tiếp. Hạ xuống mà ăn, coi vậy chứ ăn khá lắm. Giống y những cái cụ hưu cao trong mình. Tôi và năm cà giom nến cổ cò lên nhìn. Trong lùm rậm vượt lên trên những thân cây xám xuông ống như thân cao. Lá cũng giống như lá cao, nhưng nó lại không có buồn có trái. Cả một trăm mười cây như một bờ cao nho nhỏ ở quê nhà. Tôi biết năm cả giom cũng đang nghĩ như tôi về giống cây rừng này. Nhưng năm cả giom không nói chi cả. Anh ta không hay biểu lộ tình cảm về quê hương ra ngoài trái hành với tôi cái cây ngọn cỏ cái gì cũng làm cho tôi nhớ quê hương lạ lùng năm cả dòm nói phăng ngang có lẽ để gạt phăng đi cái tình cảm trong tôi mà y đoán biết đốn được một cây có mà hụt hơi nhưng muốn ăn thì phải đốn cái gốc cây to quá cụ ơi sao mà to dữ vậy xem kìa tôi trỏ vào một bụi rậm. Cái gốc đó làm sao mình hạ cho nổi? Năm cả dòm nhìn tôi và cười. Sao cái gốc kia thì hạ nổi? Nhất nhị kéo cưa mà. <laughs> Anh cũng hiểu rồi, lựa là phải hỏi. Thì hỏi vậy thôi, nhưng gốc kia hạ nổi thì gốc này cũng phải hạ nổi chứ. Chào ơi, bây giờ đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống đứng lên cũng phải lượng sức mình nữa là chuyện đốn cả một cái cây to tướng như thế. Bằng lưỡi dao găm, to bằng ba ngón tay và lột như trành bầm. Nhưng muốn ăn thì phải lăn vào bếp, phải nghĩ xa mà tiết kiệm số khô và mối vừa giặt được. Chứ nếu chúng tôi biết rõ lúc đi và ngày đến như mọi khách bình thường khác, thì lựa là phải tiết kiệm năng trí năm cà giom đã lùi vô bụi vạch đường chui vào sát gốc cây và ngoắt tôi vô đây nghiên cứu ngựa còn chưa xong nữa là nghiêng có khi phải nghiêng nhưng chính là phải ngửa cái gì nếu mà cậu làm cha dọc đường này thì con cậu sẽ tên là trường sơn hả tôi giật mình đánh thót cái gì ừ thì cái đó đó tôi như bị bấm trúng mạch tim tôi ậm ờ một chốc rồi trả lời nhưng mà thao luật Ojino thì không có đâu nhưng năm cả do là bác sĩ hắn đâu có dễ gì mà nghe lời tôi phân bua hắn nói lần đó thì không sao đúng rồi nhưng lần khác thì biết đâu đó tôi lại muốn cãi nữa nhưng Năm cả nhóm đã nói tiếp ngay. Tôi nói như vậy là vì ông bạn văn sĩ ơi. Có những trường hợp kỳ cục lắm à nghe. Người vô Nam hai năm đi chưa tới nơi. Đó ông bạn thấy chưa? Gì mà ghê gớm thế hả? À? Ủa có thiệt mà. Tôi có quen một thằng bạn. Nó khỏe như voi Nó đi vô Nam. Rồi trở ra. Chắc vợ vào. Nói đúng hơn là nó cõng vợ nó đi luôn. Nhưng đó chỉ là một trường hợp mà cậu không có tài nào làm được đâu. Còn có trường hợp một anh bạn đi hoài mà không có tới. Cứ hệ nó vô tới khu 6 là bắt đầu đau. Đau nằm đã đời, chữa bệnh không khỏi cho nên bắt buộc anh ta phải quay ra. Năm cà giom kể tiếp. Nhưng số kiếp long đông, trường sơn nặng nợ cho nên vào không thấu thì lại ra ra rồi lại đúc đầu vào mà anh ta thiệt cũng liều nghe nhưng kể ra thì cũng không phải là liều mà vì nhớ nhà nhớ cửa quá xá chứ ai không biết con đường này là con đường chết mà vẫn phải đi qua cái chết tìm cái sống vậy đó thấy ông cà giom đi vào triết lý tôi chêm thêm thì đúng vậy, cũng như chúng mình bây giờ đây nè. Nếu quê hương mình là Lào Cai, Yên Bái, thì buộc mình đi sau đi xe tăng, mình cũng chơi lại. Dễ gì mình đi? Ồ, tớ đã nói cậu, không có dấu giếm mà. Tớ đã bảo tớ về đến nơi, là tớ nuôi ngựa đua liền. Đó là nghề của tôi, còn bác sĩ là nghề bất đắc chí. Chứ không bất đắc chí à, tôi nói thiệt nha từ ngày tôi biết cầm kim chích cho người ta tới nay tôi tớ toàn gặp những gì đâu thiệt khó chịu luôn nhất là trên đường này cậu xem đó mổ ruột thừa mà bằng lưỡi cạo rau hỏi chưa thế giới cổ kim ở đâu có trường hợp này tôi lụi vào ngồi với năm cành giom bên cái gốc cây mà năm định hạ xuống để ăn cụ hụ tôi hỏi phải kỳ được mình nghe vụ mộ ruột thừa bên kia sông bến hải đó không ừ cái vụ đó chứ vụ nào anh coi có chết người không chứ nếu anh là bác sĩ anh lâm vào trường hợp đó thì anh nghĩ thế nào nghĩ thế quái nào được chứ thôi bỏ đi bây giờ thì lượng thử sức xem có đốn nổi cái gốc cây này không năm cả giòm hăm hở rút con dao găm mà năm đã bao lần khoe là rất bén ra chém hai ba cái liền rồi năm sáu cái tiếp nữa năm cả nhom nhìn vết chém trên thân cây và lắc đầu năm cả nhom thở ra và lại lắc đầu không được sao thử đốn dài nhát rồi biết liền à tôi nhìn vết chém rồi sờ vào đó vết chém như vết trầy trên da bị gai quào nó cứng như gốc cao vậy. Rồi năm mau mau lùi ra, tôi cũng lùi theo. Tuy không được gì nhưng rất mừng. Thà nhịn còn hơn phung phí sức lực với gốc cây này. Đâu còn sức để mà phung phí. Ở đây thiếu tất cả, chỉ có một cách thừa. Đó là bệnh tật đói khát. Chúng tôi trở ra bờ suối thả xuôi về. Tôi bỗng nhìn thấy một dáng gầy lóm thóm đi với bộ chân chẳng hiu và đặc biệt mớ tóc bạc trắng như bông tôi gọi Hoàng viết chương 12 Thưa quý vị, thính giả nam nữ thân mến. Tôi viết những dòng chữ này với lòng yêu mến chàng nghệ sĩ tài hoa của đất Sài Thành ra đi kháng chiến chống Pháp vào đầu năm 1946 có lẽ ngày nay vẫn còn đôi người yêu nhạc còn nhắc nhở tài danh lê trực đã từng làm rung lên hàng vạn trái tim nam thanh nữ tú bằng tiếng đàn son trẻ của lê trực đã hiện lên trên ngũ tuyến biểu của khúc ca tiếng còi trong sương đêm như những cánh bướm say tình tôi đã vượt trường sơn cùng với hoàng việt tức lê trực xưa của đất sài gòn hôm nay cả Hoàng Việt lẫn Lê Trực đều đã nằm im dưới đất ở một miền nào không rõ địa danh. Nhưng có lẽ người yêu nhạc vẫn còn giữ lại cái dư âm của tiếng còi trong sương đêm như một kỷ niệm u buồn. Vậy có thể những ngày cuối cùng của chàng nghệ sĩ mà tôi sẽ ghi lại trên con đường khổ ải kia sẽ không đến nỗi làm mất thì giờ của quý vị đích thị là anh ta rồi. Hoàng Việt quay lại. Hoàng Việt gọi tên tôi rồi phá lên cười. Tiếng cười của chàng nhạc sĩ vẫn tếu lại vừa châm chọc. Hoàng Việt nhìn thẳng vào tôi và năm cả giỏm đang đi tới và nói. Cha cha, cái bụng teo là trông thấy. Thu vô mấy nấc dây nịt rồi vậy? Mới có vài nấc thôi. Vài là mấy? tức là từ 2 tới 3 khỏi tập thể dục ha. Còn anh cái bộ bánh chè còn khua cool hết. Rồi chúng tôi hỏi nhau ngay về tình hình của đoàn. Anh nằm lại đây hôm nào? Nếu so với cậu thì bằng nhau. Bằng nghĩa là sao? Nghĩa là tôi đi trước nhưng rồi cậu cũng bắt kịp chứ sao? Nghĩa là trong lúc cậu nằm thì tôi đi, còn lúc cậu đi thì tôi lại nằm. Tôi lao ngại hỏi. Còn đứa nào ở lại với anh nữa không? Không. Chúng nó đi mất mẹ hết rồi. Đứa nào thấy mình đau. Thì cũng lẩn đi hết. Ở lại làm gì với thằng gia này? Ở lại để khiên để vác à? À quên nữa. Sao? Thằng Lâm nó còn khóc chọc đường không? Hôm nay nếu cậu gặp lại nó. Chắc cậu sẽ không nhìn ra nó đâu. Nó còn bằng con nhái bầu thôi. Anh ở đâu vậy? Ở đằng kia kìa. Quăng mấy cái tựa thì tới. Không xa đâu. Đi giỏi thì tới trước mặt trời. Đi chậm thì tới sau mặt trời. Hoàng Việt nói với giọng bắt trước người thượng. Chúng tôi nhảy lại cái câu công thức của những anh giao liên người thượng. Mỗi khi anh ta bị khách gạn hỏi bao giờ thì đến, mặt cười xòa với nhau. Hoàng Việt hỏi, Miss Thu ở đâu? Ở với mỏ. Úi cha cha, tài tử gia nhân mê mệt ha. Ghé tụi tôi chơi anh. Cậu thiệt không hả? À? Buông cái này bắt cái khác. Rồi chúng tôi dắt ông bạn nhạc sĩ về lều. Lúc bây giờ năm cành nhom mới đến trước mặt Hoàng Việt. Nhớ tôi không? Ông bạn lá xanh. Hoàng Việt chấp chớp mắt nhìn năm cảnh nhom. Năm cảnh nhom cười. Ông bạn đi Tây đi U nhiều quá rồi quên hết anh em rồi. Hoàng Việt vẫn nhìn năm cảnh nhom mà lặng thinh. Tôi xen vào. Năm cảnh nhom. A à, a à, a, à, năm cảnh nhom. Hoàng Việt như vớ được một đầu mối trong ký ức, nhưng nó hãy còn mơ màng chưa phăng ra gốc được. Hơn nữa, trên con đường này đầu óc minh mẫn của con người bị ký ninh nhộm vàng. Đâu còn sáng suốt mà nhớ nổi những kỷ niệm của thời kháng chiến chống Pháp đã lộn sang ngầu cùng với những sự việc mới như một mớ xà bần. Năm cành nhóm trầm tĩnh và hóm hình hỏi nhà soạn nhạc. Anh có nhớ lúc 307 xuống miền Tây và chúng tôi gặp anh ở Ô Môn không nào? À, tôi có xuống ô môn một vùng gạo trắng nước trong của miền tây nam bộ ô cảm tình lắm rồi kế đến chúng tôi đánh đồn tây ở bảy ngàn đó vâng chính nhờ trận đánh nó tôi viết bài đêm mưa dầm rồi sau đó chúng tôi xuống dùng cà mau bạc liêu quýnh tàu ở kinh nhật nguyệt trận đó hoàng việt bỗng kêu lên vỗ đánh bốc vào bắp đùi tôi nhớ ra rồi kinh sáng nhật nguyệt trận đó tôi nhờ anh mang cái baloma của tôi phải không ôi chào ơi thiệt là gặp lại anh hết sức bất ngờ ừ có những người chiến hữu mình tưởng đã chết mất từ lâu chẳng ngờ còn sống gặp lại mình hoàng việt tiếp trận đó mình bị tây rượt nột quá mặt trước mặt thì con kinh nhật nguyệt rộng mênh mông, còn mình thì chỉ biết đội chó, thế mới biết tài năm cành gióm gớm thật. Hoàng Việt nói với tôi sông rộng thế mà anh ta một tay cầm ba khẩu súng trường dơ lên, một tay bơi đứng. Tôi cười vì vậy mới có danh hiệu cành gióm. Hoàng Việt ngoặt sang ngay vấn đề ăn uống. Này, các cậu ăn uống thế nào? Ủa, Miss Thu đâu rồi? Tôi đáp, tụi tôi vừa mới cướp giật được một mớ cá khô. Anh còn gạo không? Đem lại đây nấu cơm, còn thức ăn thì tôi bao cho một bữa. Bao có lùng không đó? Không sao đâu, cứ tự nhiên như một vị khách không mời mà đến. Hoàng Việt vui vẻ, nhưng đãi món gì mới được chứ? thịt bò bảy món được không? cha dân Sài Gòn hả ông bác sĩ? Không, hóc môn, còn ăn. Sài Gòn tránh cống con nạch chà. Hoàng Việt lại vui vẻ. Bỗng nhiên ông bạn làm tôi thèm rõ dãi vì cái món thịt bò đặc biệt đó. Kỳ thật, cái thằng cha này. Hoàng Việt lên võng của tôi ngồi đu đưa và cười như nắc nẻ. Hay thiệt ở giữa chốn này mà nói chuyện thịt bò bảy món thì vui thật. Ha <laughs> ha, chỉ tiếc cái là không có thực thôi. Hoàng Việt là một con người hồn nhiên, sống trong khung cảnh nào cũng vui vẻ bô lô ba la như vậy. Hoàng Việt là một nhạc sĩ có tài, nếu không nói là nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Văn Cao đã ngợi khen anh chàng này khi anh ta đi học nhạc ở ngoại quốc về và cho biểu diễn bản nhạc Giao hưởng quê hương ở nhà hát lớn Hà Nội. Cộng sản cũng thừa biết rằng anh chàng này có tài nhưng vẫn bạc đãi anh ta như thường. Một cái anh chàng mà sáng tác nổi một bản giao hưởng như thế đâu có phải là có nhiều mà là hiếm có đằng khác chưa có từ trước tới nay ở xứ Cộng sản miền Bắc. Ấy vậy mà khi về Nam, Hoàng Việt cũng quẩy ba lô măng dép râu, lội trường sơn như đám cá kèo lóc nhóc vậy. Hoàng Việt cũng lãnh một ít muối, một lon khô, một tấm thuốc và quần thô áo vải nhúng nước, ướt mưa, nặng như sắt. Vậy mà Hoàng Việt không thắc mắc chi cả. Cái lốt nhạc sĩ, anh ta quẳng đi qua một bên, là một người nam bộ tha hương lâu ngày, nay được dịp may trở lại quê hương bất chấp mọi việc trong lúc đó thì không thiếu chi những vị dây mơ rễ má với các ông lớn nhờ chạy cửa sau mà được đi mé bay các bạn cứ thử nghĩ xem một con người như vậy mà lại mang bị gậy lội trường sơn trong lúc người ta luôn luôn bô bô cái mồm đề cao văn nghệ hết mức để khai thác khả năng phục vụ chính sách đảng anh ta đi như một thằng lính tài lẫn trong đám bôi danh nhưng không riêng gì anh hoàng việt mà cả bọn kỹ sư tâm hồn ma khác chúng tôi anh nào anh nấy cũng thế thôi hoàng việt ốm tong ốm teo một người việt nam loại bé chỉ có cái hồn nhiên và mái tóc bạc là cái hấp dẫn nhất trong người anh Ngoài ra thì còn mấy ngón tay nhuộm nhựa thuốc vàng cháy. Anh ra đi phấn khởi, hăng hái thực sự. Vừa đi vừa cười nói râm ran, cười như nắc nẻ. Anh vui vẻ nói oang oang lên. Tao về tới nơi thì năm sau tháng này chỉ bảy tuổi bay. Tức vợ của anh, sanh một thằng con trai đặt tên là Lè Tương Phùng. Anh đi dọc đường gặp cái gì cũng lượm và có một sự giải thích rất hợp lý nên anh tự cho phép mình nhặt tất cả những thứ ấy gắn vào ba lô. Anh nhặt cái hộp lon thì bảo, đây là một dụng cụ toàn năng, dùng vào chuyện gì cũng tốt cả. Múc nước, nấu cơm, cao uống nước, dụng cụ nhạc. Anh nhặt một sợi mây với sự giải thích bò sẵn trong ba lô đó có nặng bao nhiêu đâu. Khi cần, nửa đêm mắc cái tăng quờ đâu ra. Anh nhặt một cái mẫu ni lông thì cho rằng nó sẽ đắc dụng vô cùng. Tự bay cứ quen ngồi trên ba lô, hỏng đồ đạc hết. Cho nên cái ba lô của anh phình to hơn người khác và đầy râu ria phụ tùng lóc cóc len keng ở bên ngoài. Vậy mà còn những thứ khác không thể dồn hết vào ba lô. Phải mượn đám thanh niên mang dùng. Cái áo ni lông. Hai gia không biết anh mua được ở đâu. Chứ Hà Nội thì không có bán. Anh mang về cho thằng con trai. Cũng may là cái áo mất dọc đường. Chứ đem về cho thằng con trai thì. Chắc nó càng thấy phụ tử thâm tình. Cái radio của ông thầy dạy nhạc anh ở Bungary. Cả hai thứ này đều thừa thải ở Sài Gòn. Nhưng tội nghiệp anh đi xa Sài Gòn lâu quá Anh muốn đem về cho con anh một chút tình cha Ngoài ra còn cái băng nhạc bài Quê hương giao hưởng của anh Nhưng cậu mang dùm lại số rét ác tính chết chọc đường Cậu này là họa sĩ tên Nguyễn Văn Núi Đấy rành rọt chi tiết về một con người Mà tôi quen không nhiều Chứ ít ra cũng 20 năm cho nên gặp lại Hoàng Việt. Tôi rất mừng, không ngần ngại đãi thức ăn cho anh. Còn cơm thì tự tốc một cách thẳng thắn như thế đó. Chúng tôi nấu cơm. Hoàng Việt cũng về lo nấu cơm để mang lại. Năm cả giom hỏi tôi. Thằng cha có tài vậy mà bắt đi bộ như mình à? Ai? Hoàng Cò chứ ai? Suýt, đừng gọi Hoàng Cò. Ông la dữ lắm đó Sao la Việt cũng nhìn cò vậy chứ khác gì Ông đổi tên rồi Tên gì Lê Quỳnh Tại sao phải đổi Vì hai lý do Lý do thứ nhất Là trên đường đời này Không ngờ lại có một thằng khác Cũng tên Việt đi gần bên cạnh anh hàng ngày Mà lại là một thằng xạo một thằng láo cá vô dụng mà lại hưởng tiêu chuẩn cao hơn anh trong lúc đi đường là cái thằng chó chết nào kỳ cục vậy là cái thằng trí việt đại úy quân đội nhốt đặc cắn mai mà làm biên tập điện ảnh đó nó mê con thu lắm nó giả đau nằm lại trạm chờ con thu để mong nhờ hoàn cảnh rừng núi mà hoạt động có kết quả nhưng thù vẫn không yêu như thường cho nên hắn lủi mất rồi có thể nay mai anh ta lại gặp mình rồi tôi giới thiệu cho mà tiếp xúc chào ơi văn nghệ của ông nhiều nhân vật đặc biệt thiệt đó vì thế cho nên cụ hoàng ta mới thay danh đổi tánh nhưng còn một lý do nữa là cụ hoàng sợ lộ bí mật năm cả giòm ngẫm nghĩ một cuộc rồi nói đi giải phóng miền nam la om trên đài nghe oai linh hùng dĩ lắm thế mà trên mặt đất thì lánh lúc như đi ăn trộm đi đâu chẳng dám đi đâu còn tên họ thì lại đổi hết nói chuyện thì sầm xì rỉ tai không dám nói to với nhau giống tuồng bọn móc túi vậy nói bậy cậu đúng vậy chứ bậy sao được vậy sao cậu còn đi còn đổi tên chứ không đi đường nào về xứ được vậy trên đường đi này cậu lấy tên gì cả giom nhưng có ai gọi bằng cái tên đó đâu bây giờ thì tôi không cần ai gọi gì cũng được miễn tôi đi lọt vô nam thì thôi đôi khi phải chịu nhục cậu ạ ư hả Tôi đây họ xét đi xét lại, nghiền úp nghiêng ngựa, mất ba năm trời mới cho tôi về đây đó. Tôi như cậu thì tôi không về làm mẹ gì. Ở ngoài Bắc như các cậu, giết dân, ngồi mát ăn bắt vàng ta ta, về làm mẹ gì cho nó mệt. Ở đâu mà giết chẳng ra dân. Cậu nói sẽ dễ ăn quá vậy, chứ sao? Tôi cười, cuộc đời của mình mình không còn chủ động được nữa mà do ai đâu quyết định. Tôi bực mình lắm nhưng mà biết làm sao đây. Có lần tôi đã nói thẳng với thằng cha tổ chức cơ quan. Nếu kỳ này mà không cho tôi về là tôi cưới vợ. Và khi tôi đã cưới vợ rồi thì tôi không về nữa. Có làm gì tôi cũng không về. Năm cả nhóm cười khì khì. Trung thành với rau muống luộc dữ vậy rau muống quấn chân hả không phải vấn đề giản đơn là rau muống quấn chân nhưng đây là vấn đề nhân đạo nhân đạo làm nhân đạo đối với con người với mình đó nghĩa là sao chứ cậu có nhìn thấy ở đâu có tình trạng như nước mình không nhưng mà sao mới được chứ đất nước chia đôi chồng bắc vợ nam vợ trong nam chờ đợi mười mấy năm trời trong ngoài Bắc cũng lóng ngóng mười mấy năm trời, kêu trời không thấu. Năm cả giom cười, ha ha gì vậy mới có câu thơ? Đất Bắc, anh nhìn con tiếng ngẳng, trời Nam, em giữ cái bề hê, là vậy đó. Tôi không để ý tới sự pha trò của bác sĩ cà giom, mà tôi quạo thật sự, tôi nói, giữ với gì cái con mẹ gì? đàn bà mà bỏ đi 15, 17 năm thời trẻ trung thì còn gì nữa? Chưa tới 15 năm, mới có 14 năm thôi à. Tôi nói, bây giờ thì mới 14 năm thôi, chứ tương lai thì vô hạn định. Trời, vậy mà hồi được người ta đem vợ con theo lại không cho. Để tàu rộng người ta chở lúa ra bắt chứ. Tôi nói tiếp, anh có thấy cảnh chia ly đó không? Cha con không biết mặt nhau, vợ chồng chờ nhau từ tóc xanh đến tóc bạc. Con chờ làm gì nữa? Ý, có nghĩa lắm chứ. Chờ ổng về bán ngoáy trầu cho ổng ăn. Tôi lại nói tiếp. Cho nên, tôi nhất định không lấy vợ bác mà chờ ngày về Nam. Nhưng hãy không cho tôi về. Tôi cưới vợ rồi thì tôi không về nữa. Cho rau muống, quấn muốn chết luôn. Nhất định, chưa có vợ con rồi. Về Nam, bỏ vợ bỏ con mình ngoài đó mà chịu được sao? Năm cả nhóm nói cứ như quát. Úi chùi chòa, anh Năm Kỳ mà lấy Bắc kỳ thì đẻ con khôn nhất trần đời. Tôi thấy rất nhiều rồi đó. Năm cả nhóm ngẫm ngẫm một lát rồi nói. Nói đùa vậy thôi chứ tôi có khác chi ông bạn đâu. Gần 40 tuổi đầu rồi còn solo đây, không thấy sao. Đi bướng về Nam để có mà hốt ổ cho kịp. Kẻo tuổi nó về trước chúng nó hốt hết. Anh Hoàng Việt làm gì mà lâu vậy ta? Cơm mình chín từ lâu rồi mà ảnh chưa xong à? Tôi bảo, thôi cậu ở nhà tôi đi tìm lão coi. Cái lão này gà mờ lắm, chỉ được cái tài tiếng còi trong sương đêm thôi. Còn ngoài ra thì vô tích sự lắm. Rồi tôi đi tìm Hoàng Việt. Kể thì gặp lại ông cụ non này cũng vui. Có người mình nói chuyện, nhưng có một cái khổ khác cụ thể hơn là anh bạn yếu quá. Đi chung lại mệt cho mình. Đã phải dìu cô ba lê rồi, lại đèo thêm một ông giao hưởng nữa, sao xuể hoàng việt chiếm đóng một nơi rất hiểm hóc có tảng đá có hang và có cả hai thân cây rất vừa để mắc võng tôi gọi anh hoàng hoàng việt quay trở lại dụi mắt nhìn tôi nước mắt nước mũi ròng ròng cặp mắt đỏ chạch tôi hỏi làm cái gì lâu vậy thì có làm cái gì đâu có cái nấu gà men cơm mà nãy giờ chưa xong chứ đâu có làm cửa nằm nhà gì tôi nhìn vào bếp của anh củi leo heo vài cành mà củi đáng tội toàn củi mộc cho nên nhóm không cháy trong bếp chỉ có ít lá tre còn gà men cơm thì chưa có hơi tí nào cả hoàng việt lại lắc đầu lửa gì mà nhóm mãi không cháy hả thôi xách cái comment men lại đằng tôi tôi nấu cho Nấu giờ này là, là là nấu trộm Mà anh cứ dành dàng mãi như vậy Giao liên nó bắt gặp Nó chọc lủng nồi của anh này Ừ nhỉ Nhưng mà muốn đi đằng đó Thì tôi phải cuốn hết đồ đạc quẩy đi Chứ nếu để ở nhà Thì nó mượn không thời hạn hết ráo Ừ thì đi Thế là Hoàng Việt Quẩy cả tăng màn ba lô đi theo tôi Trở về đến nơi thì nghe tiếng thu và năm cà nhom cãi nhau léo nhéo vừa trông thấy tôi năm cà nhom đã vọt miệng nói ngay mất mẹ nó hết thức ăn rồi thức ăn gì khô cá khô voi muối thế à tôi chưng hửng đứng chết trên chẳng hiểu ra làm sao cả thật tình tôi không hiểu ra sao cả tôi hỏi thu chớ còn em đi đâu thì em nằm bên võng em ngó sang ngó sang sao nó ăn cắp mà không biết năm cà nhom đỡ cho thu ngó sang nhưng ngó lâu quá thì mỏi mắt mỏi mắt rồi thì mí mắt sụp xuống nhắm lại luôn thế đó hoàng việt cười khè khè thiệt là tài dắt ha giữa băng ngay mà thôi cũng được vậy mình đãi ông bạn mình bằng món bình thường Năm cả nhóm vui vẻ nói, gặp nhau đây liên hoan cái mồm thôi cũng đủ vui rồi. Tôi bảo, vậy thì dọn ra đi. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên để lướt qua nỗi đau đớn trong lòng. Mất bấy nhiêu thức ăn đó trên đường này bằng người ta mất cả lạng vàng trong hoàn cảnh bình thường, có khi còn hơn nữa. Tôi dọn cơm ra, nói là dọn vậy thôi, nhưng có cái gì đâu ngoài mớ thịt kho mặn mà tôi còn giữ được một phần rất kỹ dù thèm cách mấy cũng không mang ra ăn định bụng để khi nào đau đắng miệng mới dùng tới nhưng hôm nay tôi mang ra đãi hoàng việt là vì cụ hoàng đã từng đãi tôi nguyên cả một cái lạp xưởng lúc đi được vài tuần lễ một cái lạp xưởng ở giữa trường sơn đó là một điều vô cùng bất ngờ không thể đào bới ra đâu được. Ăn cái lạp xưởng đó, tôi tưởng đời tôi không bao giờ còn được hưởng cái gì, món gì, vật gì ngon lành, thú vị, khoái chí, hứng thú hơn nữa. Bây giờ nhìn lại cụ hoàng tóc bạc trắng, dựng đứng lên như bọt suối mà đôi mắt thọn, cái cầm nhọn hẳn xuống như một giọt chấm than, mặc cái mồm hốc hác không ngậm kín lại được cứ phô hai hàm răng đầy nhựa thuốc lá vàng ếch ra. Tôi nhớ cái lạp xưởng lúc trước vô cùng, giá bây giờ mỗi đứa được một cái, thì chắc tất cả những nét thê thảm đó sẽ biến đi. Hoàng Việt sẽ lại là một anh chàng nhạc sĩ, tuy có tuổi nhưng vẫn bảnh trai, nho nhã. Các cô nàng ở thủ đô non thấy phải mê vì sắc kính vì tài. Nhưng bây giờ thì không có lạp xưởng cũng không có cái gì cả. Cho nên Hoàng Việt, nhạc sĩ số một của Nam Bộ kháng chiến và người nhạc sĩ đạt tới đỉnh cao nhất của nền âm nhạc cộng sản ở xứ Bắc Kỳ trông thiệt là gớm ghiếc quá. Cái đầu chờ vờ như con cá lóc ghe, tay chân tóp lại và dài ngoẳng như tay vượn, quần áo rộng thùng thình, ấy vậy mà vẫn còn tếu. Tuyên bố tháng này năm sau chị bảy mày nọ kia thấy tôi dở lon kho lưng đến phân nửa hoàng việt kêu lên cậu phí quá chưa gì mà đã hết từng ấy hàng chiến lược rồi chưa gì là sao anh bảy tức là mới được đâu gần 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 nửa đường thôi thế à thế à thế ừ gì nữa thì cứ cho là nửa đường đã qua rồi mình hết một nửa lon kho mặn cũng là hợp lý chứ sao? Cái nửa sau này bằng ba cái nửa trước cậu à. Đừng có dốt quá như vậy. Bây giờ cậu nhớ lại xem. Nếu con Phương còn đi chung với cậu thử xem cậu còn có dắt vô rừng rậm như lúc mới đi nữa không? Tôi nháy mắt với cụ Hoàng bảo có thu. Thu đang nấu cơm đằng kia Hoàng Việt trừng mắt nhìn tôi rồi lại gầm lên, tỏ ý hiểu tôi đang có vấn đề với cô Ba Lê Thu. Cũng nữa, nó kiểm thảo, nó bắt hứa là chấm dứt yêu đương ở trong trường, mà thoát ra một cái là cứ vậy. Tôi cười, Ây, con người không có sự đó, thì như cục đất không mặt trời với anh Bảy à. Nhưng mà để cho cặp đầu gối còn nước nhờn, mà co vôi giãn ra với nó đóng vôi lại một cái là bỏ mạng đó thấy tôi sớt kho mạng nguyên chất ra anh bảy kêu lên ấy chết gì thế anh bảy trộn muối vào chứ ăn vừa thế này à thì lâu lâu mới đem ra đãi khách mà thôi đừng làm vậy nó phí đi để dành lúc đau hãy mang ra xài đau trên đường này khổ lắm Ai lo cho Chị bảy cậu mà nó biết tôi đi đường như thế này Nó không đồng ý đâu Sao anh không xin đi máy bay Máy mẹ tôi chứ máy bay Cỡ anh là thừa sức đi mà Chứ ông chủ trại cưa kim hữu Đi máy bay đó thì sao Thưa quý vị Kim hữu tức lưu hữu phước Ngủ có tật ngáy rầm trời như cưa cây nên anh em đặt ông ta là trại cưa Kim Hữu. Vì khi vô trường đi bê, ông thay tên là Kiến Hữu. Ông là vụ tưởng, ông là người có chức, cậu hiểu chưa? Hoàng Việt nhấn mạnh có chức một cách cố ý. Còn mình là thằng cán bộ quen, lo mà quốc bộ cho có. Được về quê đây cũng đã là mang ơn mưa móc và hồng ân của Chúa Thượng rồi bữa cơm không có gì đáng kể cả cơm xong hoàng việt nấu nước sôi rồi lấy trà ra châm và mời tụi tôi hoàng việt quay sang vui vẻ trò chuyện với thu còn tôi và năm cả Giom thì đi sưu tầm số 9 lợi phẩm bị ăn trộm hoàng việt hỏi sao chân cẳng thế nào đau quá anh ơi liệu có đi đến nơi không cô em chưa biết anh ạ à cố mà đi chứ, các anh thì nên cố, còn em, còn em thì không à, thù lặng thinh, tại sao bây giờ em có ý nghĩ lưng chừng như vậy, thì các anh đi về quê, còn em thì càng đi xa quê, thế là, em nghĩ rằng quê anh và quê em là hai quê à, tất nhiên, tại sao, nam là một bắc là một mà, Nam Bắc một nhà má. Khi em ở ngoài Bắc Ở tại nhà em Thì em nghĩ như vậy Nhưng khi em đi một bước rời Hà Nội Thì em lại nghĩ khác ngay Sao bấp bênh vậy em Có những cái anh xa rồi anh mới hiểu Tại sao vậy Đối với em có những cái như vậy Ví dụ Có khi em múa một điệu rồi Người ta hoan nghênh ầm mỹ em chẳng thấy gì cả không biết rằng mình vừa biểu diễn một tiết mục đặc sắc mà chỉ gục đầu vào một cô bạn mà khóc hoặc nếu không khóc thì cứ bàng hoàng lâng lâng không có cảm xúc gì hết nhưng sau đó có khi một ngày có khi một tuần có khi một năm em nhớ lại cái điệu múa mà mình đã biểu diễn nhớ từng phi một từng cử chỉ một cười ngạc nhiên ngạc nhiên Em không hiểu sao em lại làm được những động tác đó. Thu ngừng lại nuốt ực một cái. Rồi tiếp ngay như những ý nghĩ đã đến tràn đầy óc Thu. Thu nói tiếp. Cũng như khi em ở Hà Nội thì em đâu có nghĩ rằng những tình cảm của mình sẽ biến động ra sao khi em phải xa Hà Nội một ngày, một tháng hay một năm. Hoàng Việt ngồi thử người ra. Hoàng Việt và tôi đều công nhận rằng Thu đúng là một cô gái thông minh, tình cảm rất tế nhị và chân thành. Hoàng Việt cũng có những tình cảm đối với Sài Gòn như Thu đối với Hà Nội. Chính vì thế mà anh mang cái tấm thân còm cõi của anh trên con đường chết tiệt này. Quê Hương đó là bản giao hưởng thứ nhất cũng là bản cuối cùng của anh. Đó cộng sản dùng một con người như hoàng việt như thế đó để rồi khi anh chết đi thân thể tan tành chỉ còn một chòm tóc bạc thì ở ngoài hà nội làm một cái lễ truy điệu thật to đọc một bài diễn văn tràng giang đại biển khóc khóc mếu mếu còn khi anh ta còn sống xem anh ta như con chó đi lang thang trong rừng trường sơn không có một tấc sắt trong tay không có ai giúp đỡ với cái chân què mưng mổ sưng to lên như cái bánh bò mỗi lần qua suối ai hảo tâm thì cõng dùng không hảo thời thôi ông bạn nhạc sĩ số một đó cứ lội bơi và đi cả lìa với cái chân què hoàng việt bất thần bảo thu đâu săn quần lên coi cái anh này tôi nói thật mà cô em anh kỳ quá, Hoàng Việt chứ phải Trí Việt sao? Ừ, thì Hoàng Việt, chứ Trí Việt làm sao mà dám bảo Thu làm như vậy? Anh kỳ quá à? Chà chà, cô em bị lai like nam bộ rồi đó nhé. Lai like gì? Lai like cái tiếng hè đó. Thu ngồi chưng hứng, Hoàng Việt lại cười. Có lẽ cô đã nam bộ hóa hồi nào cô không hay phải không? Thu im lặng. Bây giờ trong máu cô có chất nam bộ rồi đấy nhé. Thu nhìn xuống, đỏ rừ đôi má. Hoàng Việt cười. Cho anh bảy xem cặp chân thần kỳ của cưng chút cưng. Thôi mà anh, kỳ cục quá à. Anh bảy muốn xem. Xem bộ Sài Gòn Thu còn múa ba lê được nữa không? Hay vô tới đó rồi chỉ còn lết bàn lết? Hả? cha chả cặp chân của thu đem mầm mài trên đá tai mèo này lắm lúc tôi cũng xót ruột quá còn cái khỉ khô gì mà lê với lết thu bỗng òa lên khóc úp mặt vào hai bàn tay huy chết sao vậy thu kìa coi kìa hoàng việt có tính hay trêu đám con gái mặt trêu rất nghệ thuật cho nên có đứa bị trêu thì cười lan ra mà thích thú còn thu thì khóc òa lên hoàng việt không ngờ thu lại khóc như vậy hoàng việt định đùa chơi chút thôi chứ đâu có ngờ đó chính là tâm sự của thu mà lâu nay tôi không dám đụng vào hoàng việt hơi hoảng cố vuốt ve thu nói vậy chứ đâu có sao chân cẳng có rêm chút đỉnh vô trong đó mình tẩm bổ vài tháng thế là đâu lại vào đấy có gì đâu rồi thì đôi má căng lên, đôi chân tròn như ống chỉ, thu lại lên sân khấu với đôi chân ngà ngọc, chớp lóe như sao xa. Thu vụt vén ông quần lên và nói, sao xa đây này, anh xem đây này. Hoàng Việt nhìn đôi chân của cô con gái, mà Hoàng Việt đã quen mắt nhìn ngắm. Trong lúc cô nàng biểu diễn cũng như đôi lần lội suối trên đường này. Cặp chân gầy đi, và đầy vết sẹo thâm thẳm chẳng khác da con lươn bông hoàng việt quay mặt đi lắc đầu tang thương quá nghệ thuật gì nữa đôi chân đã trở nên một nỗi khổ tâm cả cho hoàng việt hoàng việt thấy ngồi lâu không ổn cho nên anh chàng nhạc sĩ ròm quẩy đồ lề rút lui với cách chào của một bá tước gửi lại công chúa trường sơn chàng gặp mình xuống 35 độ Bàn tay phải lên tim Và lại dơ lên một cách cung kính Xong chàng ba chân bốn càng chạy tìm tôi Mà kể lể hết mọi sự tình Rồi chàng nói Tôi lỡ đụng nhầm cái mít ướt rồi Nó đang sút củi Đổ tòe le ra đó Về mà gom hốt vô dùng Cái gì vậy anh Nó khóc hu hu đằng kia kìa Sao vậy Thì có gì đâu Tôi thấy cặp chân của cô ta thảm hại quá. Thôi chết rồi, cái vết thương của người ta mà anh đụng vào làm gì vậy? Hoàng Việt cười khè khè, vết thương nòng hả? Vết thương mà hóa công đã rạch thì kim chỉ phàm cũng khó vá may nổi. Ở đâu mà ông nhạc sĩ lại gầy điệu đàn môn thỏ của Lê Văn Trương vậy? <laughs> Thôi tớ về nhé thỉnh thoảng rồi tới sáng tôi trở về lều thu vẫn còn ngồi khóc tôi biết tính thu ức mà khóc cũng có nhưng giá đáng khóc vài giọt thì đủ rồi nhưng lại khóc đầm đìa ra cho có vẻ bi đát thêm lên mà nếu tôi có an ủi dỗ dành thì nàng lại làm già nên tôi hỏi sang chuyện khác xoáy vào cái khuyết điểm của thu vừa rồi sao em lơ là để cho mất khô và muối hết vậy em có ngờ đâu. Không ngờ gì được, đã bảo là nó ăn cắp như rươi mà, chứ em không thấy bao nhiêu vụ trước mắt đó à. Thu lặng thinh, tôi biết như thế là vừa đủ để đắp một cái đê, ngăn con sông hồng nước mắt, cho nên tôi ngưng lại ngay, chứ nếu xoáy sâu vào thêm nữa thì nước mắt lại trào ra, và cái đê nọ lại vỡ ngay vì một lý do mới. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 4 của hồi ký Sương Trắng Trường Sơn, tác giả Xuân Vũ. Xin mời quý vị nghe tiếp tập 5.